Đây là cái mớ hoa sen mà mình vừa hái được này các bạn. Có cả sen trắng và sen hồng nữa ha. Còn ở đây là mình cũng có ba cái hoa sen hái. Rất dễ thương ha. Sen hái nó không có giống như sen thường mình đâu nha bạn. Ở trong nó sẽ có rất là nhiều cánh ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xếp. À, quên nữa. Ở đây mình có một mớ hoa mà đối với bạn là hoa gì nha. Đây. Còn ai nhớ cái hoa này không ta? Nó là hoa cỏ nến đó bạn. Mình sẽ để nó ở dưới đây cho nó tươi đi. Ở đây mình cũng có bốn nhánh trúc phú quý nè các bạn. Thường gọi là cây phát tài đó. Trúc phú quý ha. Còn cái nhánh lá này là lá ngọc như ý. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái bình hoa to thế này nè. Một lát nữa mình sẽ chưng vào ha. Nếu mà bạn muốn xếp hoa sen ha, cái điều đầu tiên là bạn phải có một cái ca nước trong như thế này nè. Bạn chuẩn bị một cái ca nước trong ha. Để làm gì thì một lát nữa bạn sẽ biết. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái kiểu xếp đơn giản nhất ha. Kiểu này thì bạn chỉ mỗi một cái việc là lặn những cái cánh hoa này nè. Lặn nó hết ra đi. Lặn ngược nó trở ra ha. Kiểu này thì rất là đơn giản ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ dùng cái ca nước này nè. Nhận cái hoa này mình vừa xếp đó. Nhận ngập xuống nước đi. Ngập xuống. Xong rồi mình lấy lên. Chúng ta giữ cho cái hoa này nó tươi lâu hơn ha. Mình sẽ bắt đầu từ kiểu thứ hai. Trước khi mà bạn muốn xếp hoa sen á, bạn bẻ những cái cánh nhỏ yếu ớt này nè, bẻ nó bớt đi. Cái hoa này thì bạn gập gập nó một nửa cái cánh hoa này nè, gập một nửa vô trong. Sau mà bạn lận ngược nó trở ra ha. Tương tự như vậy thì bạn cứ lận hết cánh này tới cánh khác. Gập một nửa vào trong. Sau mà bạn sẽ lận ngược nó trở ra. Bạn sẽ dùng những cái ngón tay bên này bạn nâng đỡ nó lên. Nếu không thì nó sẽ bung, những cánh đầu nó sẽ bung ha. Khi mà bạn lặn gần tới cái nhụy bên trong á, cái nhụy vàng bên trong á, thì bạn dừng lại để nó như thế này. Cũng tương tự vậy, bạn cắm ngập trong trong nước thế này nè, để cho cái hoa của mình nó sẽ tươi lâu hơn. Xin thông à. Chúng ta lại tiếp tục kiểu mới. Nó cũng tương tự như kiểu lúc nãy đó các bạn.
Mình bẻ gập một nửa cánh hoa này vô trong rồi lật ngược ra. Không khác gì cái hoa lúc nãy đâu. Rồi khi mà gần tới bên trong á, bạn lật ngược nó trở ra. Mình không lật nó vô nữa, không úp nó vô nữa mà mình sẽ lật ngược nó trở ra như nè. Xong rồi cái chóp cánh này nè, mình sẽ nhặn ngược nó về phía sau ha. Lật ngược thế này nè. Rồi mình cầm cái chóp cánh nè, mình nhặn ngược nó về phía sau. Các bạn thấy không? Rất đơn giản. Mình tạm cắm vô đây cho nó tươi đi, để một hồi nó sẽ héo. Kiểu này thì bạn gập hai bên cánh lại với nhau, gập là gì nè, bạn sẽ bẻ nó đi. Mình sẽ lấy một cái cánh riêng để ví dụ cho bạn. Cánh như thế này các bạn, bạn gập nó lại với nhau như nè, rồi bạn bẻ nó, bạn cứ lật qua lật lại vậy tính cuối cùng rồi bạn sẽ úp như thế này nè. Mình sẽ xếp tiếp cho các bạn xem. Mình xếp đến hết tới cái nhị vàng bên trong luôn nha. Rất là đơn giản. Bạn chỉ việc gấp cái cánh hoa lại rồi xếp qua xếp lại thôi. Đến cái ngọn bên trong thì mình nhét xuống. Dưới này có một cánh yếu nó bị gãy à. Gãy thêm một cánh nữa. Đây. Cái hoa này chắc là nó bị héo cho nên bị gãy. Mình sẽ xếp lại trên một cái hoa màu trắng cho các bạn xem ha. Mình bỏ cái này đi đi. Mấy cánh yếu nè. Bạn gặp lại.
xong. Đây là cái hoa lúc nãy mình xếp nè các bạn. Mình sẽ đưa gần cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ ship một cái kiểu mới nữa. Kiểu này thì bạn sẽ lật úp cái cánh như thế này nè, lật úp là trở vào trong. Rồi nắm hai cái mép lá này nè, mép mép cánh hoa này nè. Bạn sẽ nhặn nó ta xuống. Nhặn xuống ha. Sẽ giống như vậy nè. Bạn gập nó lại. Xong rồi nắm hai bên này nè. Nhặn nó ta xuống vậy nè. Mình cắt ngắn cho nó dễ đi. Bị gãy luôn rồi các bạn. Mình xếp cho tới cánh cuối cùng mới trong ha. Dẫn là cái động tác quen thuộc là mình nhận nó vào trong nước thế này nè. Còn cái kiểu này thì mình sẽ xếp nó chéo qua bên này. Để mình lấy cái cánh này cho các bạn xem. Bạn gặp nó xéo qua một bên ha. Xong rồi bạn xếp nó lại như nè. Cho cái phần bên này nó dư ra một xíu ha. Gặp nó lại. Xong rồi bạn bẻ nó tôi ngược cái vô như nè. Bẻ ngược vô. Chúng ta sẽ bắt đầu trên cái hoa màu gì đây?
hoa trắng này đi. Đang bẻ xéo cánh hoa qua rồi lật úp nó lại cho nó dư ra một miếng gì nè. Mình xếp trên cái hoa thì bạn sẽ không nhìn rõ được. Đây, bạn gập nó lại xong mà gập tiếp nó qua bên đây nè, cho cái phần phía sau cái cánh này nè nó sẽ dư ra một xíu vậy. Rồi khi mà bạn gấp bên đây lại, gấp lại, gấp nó lại luôn. Chỉ đơn giản là cái hoa lúc ban đầu nó nguyên sơ là thế này thôi. Bạn sẽ lặn ra được những cái kiểu thế này nè. Hai kiểu này giống nhau, mình sẽ chọn. Mình đã xếp ở đây là 6 kiểu hoa rồi ha. Chúng khác nhau hoàn toàn.
Bây giờ chúng ta sẽ xếp thêm một cái kẹo mới nữa ha. Giống như vậy nè, cái cánh sen á, bạn gập nó lại. Xong rồi bạn sẽ gập ngược nó quanh đây. Cánh sen vậy nè bạn. Bạn gập nó qua này ha. Xếp nó ngược lại. Xong rồi cái phần chóp cánh á, chóp cánh hoa, bạn sẽ gập nó về vậy nè. Trên đây nó sẽ có cái chất ngọn nhọn như thế này ha. Cái mũi nhọn nè. Mình làm lại nha. Bạn gập, xéo một cái cánh hoa này. Rồi bạn sẽ gập nó ngược trở lại. Hình cái hình tam giác á, đây. Xong rồi cái phần còn lại á, bạn sẽ gập ngược nó lại nữa. Bạn sẽ tạo ra một cái góc vuông như thế này nè. Mình sẽ xếp trên một cái hoa sen trắng cho các bạn xem nha. Nó tương tự như kiểu lúc nãy đó. Lúc nãy thì mình cứ xếp gặp nó nhiều lần, như này mình chỉ gặp 2 lần, 3 lần thôi. 2 lần, lần cuối cùng là mình gặp vô luôn ha. Mình lận ngược mấy bên đó cho các bạn xem á, mà thì mình sẽ không lận được. Mình lận bên mình thì các bạn sẽ không nhìn thấy rõ. Nói chung là bạn nhìn cái cánh sen đầu tiên, cánh rời á, đầu tiên mình đưa cho các bạn xem á, nó giống như vậy á. Rồi bạn sẽ xếp lên cái hoa này ha.